Hello, Ngọc Quang xin chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Một video buổi trưa ngày hôm nay. Và trưa ngày hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2021. Bên Ngọc Quang mới cập bến được 50 đôi các bác nhá. 50 đôi 450C. Và với cái tình trạng thì nguyên bụi bẩn. Và với lô sản phẩm này thì thực sự là các bác nhìn đây là tự đánh giá cái độ đẹp của những cặp loa 450C hàng bãi. Phải nói là cực kỳ là xuất sắc. Đấy, hàng còn nguyên bụi bẩn đây. Thùng vách thì cực kỳ là đẹp rồi, đúng không? Các bác nhìn nha. Xuất sắc 450C. Keng đến từng chi tiết các bác nhá. Gân còn zin này. Nhiều cặp gân còn zin còn đẹp. Đợt này tem thì zin còn khá là đẹp các bác nhá. Đấy, nhiều cái rơi tem thì em sẽ lắp tem. Nhưng mà đa phần là đẹp các bác. Đấy. Nguyên bụi các bác nhá. Số lượng 50 đôi thôi các bạn. Số lượng 50 đôi. Vâng, để bổ sung vào kho hàng bên Ngọc Quang. Bên em thì cái lượng 450C này rất là nhiều. Em cung cấp và phân phối riêng BB bên Ngọc Quang nó là bạt ngàn và đảm bảo các bác nó là hàng xịn nhá. Đấy. Không phải lo xịn, em biếu không các bác. Và cũng rất nhiều video em giới thiệu về hàng loa xịn và so sánh hàng thật hàng giả, nhưng cũng có một số comment không được tích cực, nghĩa là họ phản bác, nghĩa là họ nói chính xác ra là kênh bán hàng nhái hàng fake, họ sẽ nhảy lên họ nói. Và em cũng đã từng chia sẻ những sản phẩm hàng nhái hàng fake thì nó vẫn dùng được nhiều năm, nhưng chất âm và giá trị đồng tiền nó rẻ bằng 1/4, 1/5. Đấy, rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên em làm những video chi tiết giới thiệu về loa xịn để các bác tránh mua phải hàng giả. Nghĩa là hàng giả các bác mua cũng được thôi, nhưng các bác mua đúng mức tiền của hàng giả. Nhưng cái video hôm vừa rồi em làm là các bác mua hàng giả sát bằng tiền hàng xịn bên em. Đấy là cái điều người tiêu dùng mà không biết so sánh, không biết phân biệt đâu là thật là giả thì các bác sẽ mất tiền oan. Chứ còn một số comment không tích cực là họ nói hàng giả dùng 9 năm đến 10 năm không hỏng. Cái điều đó, đó là đương nhiên rồi. Kể cả cái loa fake đến gọi là cực fake, gọi là hàng như những loa làm môn, loa dựng hồi xưa nó chỉ có vài trăm nghìn một đôi thôi, nhưng người ta vẫn dùng được hàng chục năm không hỏng. Nhưng chất âm và giá trị của nó không xứng đáng. Nó phải xứng đáng, nó xứng đáng với cái giá trị thực của nó. Còn hàng xịn là đúng giá hàng xịn. Đấy. Và em lướt qua để các bác biết bên em chỉ có hàng xịn, hàng bãi các bác nhá. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang. Số lượng loa BB bên em rất là sẵn, chuyên hàng xịn, hàng bãi xịn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác, các anh chị em ở những video tiếp theo.